Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xem một trick đề bài. Trick này có tên là tiên tri, mời các bạn cùng xem. Mình có một bộ bài. Bài hoàn toàn bình thường hết các bạn. Bây giờ mình sẽ chia ra hai phần. Như thế này thì mình có thể sáo lên để phần bên này cũng vậy, mình cũng thể sáo lên để trích này mình sẽ biểu diễn với nhiều khán giả. Mình sẽ mời hai khán giả bóc ra một ít lá bên này, lật ngửa lên, bỏ qua đây. Này cũng vậy, ra một ít lật ngửa lên, nhét qua đây. Mình cứ làm thoải mái, muốn bóc bao nhiêu lá, nhét vào vị trí nào cũng được, nhét vào vị trí bất tịch. Vậy, nhét đâu đó thì nhét. Khi mà khán giả chán rồi thì mình sẽ xin lại bộ bài, mình sẽ úp bài lại. Bài chúng ta úp ngửa lộn xộn như thế này. Các bạn có biết hiện tại có bao nhiêu lá đang úp không? Một tờ giấy nó ghi là có 24 lá bài úp. Nhìn mình ra ha, nó ấp đếm mặt bạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Thì trong phần này các bạn có biết bao nhiêu lá đỏ, bao nhiêu lá đen không? Tờ giấy nó ghi là trong đó có 13 lá màu đen và 11 lá màu đỏ. Lá màu đen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3 11, lá màu đỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tờ giấy nó còn ghi thêm là 13 lá màu đen đều đã nước chuồn. Lá màu đỏ đều là sốt chặt. Ở đây có con 9,
là số lẻ. Chỉ có con 9 cơ là số lẻ. Cảm ơn các bạn.